Hello, xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Với tiếp tục series ăn đêm thì hôm nay tôi sẽ cho mọi người thưởng thức món trứng vịt nộn ăn với lá ngải ấy, hiểu chưa? Ngải cứu gì? Ngải cứu ấy. Đấy thì không nói nhiều, bây giờ mỗi người một chai, một chân một tay đi làm việc thôi. Nếu là người thì rửa trứng, người thì đi hái lá ngải. Lá ngải anh chồng ở kia ở nhà hàng xóm chồng, bây giờ phải đi ăn trộm. Em rửa trứng nhá. Còn như các bạn đã biết ấy, thì một con vịt nó đẻ ra thì chắc chắn là các bạn này tất cả những cái dính ở đây đó là cứt của con vịt. Tôi khẳng định các bạn, đây là những cứt và phân của con vịt đấy. Nếu như các bạn không rửa sạch cái này thì là tí nữa cái nước luộc đó nó sẽ lại vào mồm của các bạn đấy. Nên là các bạn, tôi nhớ thời điểm là trước bà ngoại tôi, là cái thời ấy là bà ngoại tôi bán ở chợ, rồi suốt ngày tôi sang tôi toàn rửa trứng, là tôi rửa vịt trứng là rất là bẩn, rất nhiều cứt vịt cứt nhất ở đây đấy. Nên là hả, gọi là pịa. Nếu mà trên vịt trên cao người ta gọi là pịa vịt đấy. Đấy các bạn, nhưng mà rửa cái này rất là mất thời gian. Nhưng mà tới cứ bảo là ăn cái đêm bổ. Tới giờ đang đi hái rau răm thì không biết sẵn, con đớp tiêu phát là lặn ở đấy. Tới hái rau răm nhưng mà nói thật với các bạn, tới nhiều khi nó thật Không qua được này luôn các bạn. Nó lên đầu dã man luôn. Thôi em ơi, đừng giở vào nữa. Các bạn ơi, các bạn biết lý do tại sao mà bị què này không phải đá bóng đâu. Hôm nọ đá bóng xong là giả vờ đấy, bởi vì hôm nọ là đi với cái bà là có chồng ấy các bạn ơi. Thế là bị chồng mái phát hiện là nhảy từ trên lan can ở trên tầng 2 xuống dưới đất, tiếp đất bằng chõ. Thế là bây giờ chân mới thế này. Thôi anh cứ nhận là anh nhảy từ lầu 2 nhảy xuống. Tôi phải nghỉ khoảng độ một thời gian dài, tinh thương thì mới bắt đầu mới quay trở lại sân cỏ được các bạn nhé. Thì cái hôm nay thì là cái lá ngải cứu thì là ở chỗ này các bạn, thì tôi sẽ cho tới hái các bạn ấy. Các bạn ơi, trời hôm nay khá là mưa, khá là to nhé. Mưa rồi, anh em tôi đi lần năn. Toàn ăn hộ hàng xóm hết à? Các bạn ơi, ai ơi, ở đây có mía này, ngon luôn. Mía ăn đâu, mía là ăn được đâu anh nhỉ? Vẫn ngon chuyện. Các bạn ơi, đây là ngải cứu nhá. Bây giờ tới thì đây, đây đúng ngải cứu đấy. Mày nhìn cái cây trắng trắng như là ngải cứu. Không có một cái có một cái loại cây gì không giống ngải cứu đấy. Mày nhìn phân biệt em ơi. Cái cây trắng trắng kia là ngải cứu rồi. Hái ngọn thôi, tới hai năm gì. Cả này. Chứng vịt lộn ăn ngải cứu à? Nhưng mà ở đây nó có rắn luôn đấy. Em ơi, mày cứ đi hẳn xuống thì mày đớp xuống mày biết ngay. Nó phè nó cái thôi. Ủa. Con gì nó cắn chân em rồi. Tới mày diễn nó có ấy đâu. Nó có diễn nó có thật đâu. Thật mày diễn nó có ù cả cạc. Bây giờ mày phải cắn, bị cắn thật. Mang lên có hai lốt thì anh mới tin. Thật. Các bạn ơi, cái cứu chỗ này hơi ít. Đây là đúng. Hái ngọn là được rồi. Sợ ngọn ít quá ăn không. Các bạn ơi, trời mưa này là rắn nó hay ra lắm mày. Thật các bạn. Bói thằng kia đã sợ rồi các bạn ơi. Rắn nó ra thật. Đó. Thì giờ anh em tôi sẽ hái khoảng một ít nhá. Nhưng mà là tôi chưa có ăn trứng với cả, chỉ ăn trứng rau răm đúng không? Trứng với cả ngã cả ngã lá ngải thôi, chứ còn trứng lộn thì ăn rau răm mới đúng bài. Đúng sách. Đây này, cây này to đùng này. Tới ta đây này, tới. Một ít vừa phải thôi, làm gì phải nhiều em. Phải xoay vừa thì em mới lấy được. Em không phải này. Thôi đánh ngọn thôi tới. Các bạn này, khả năng là anh em tôi sẽ lấy đi. Như này là khả năng đủ đấy. Thôi được rồi, thế này được rồi. Cậu ơi. Mày. Ôi, buổi tối này hay có chim đấy. Mày tin anh thì soi được con chim không? Không. Không có cậu ơi. Không. Cái bếp ga của nhà anh Hiếu được tích hợp với điện thoại và app nhé. Thì sau khi tôi kết nối với app rồi thì tôi sẽ bật lên. Đấy, kết nối với app này các bạn nhìn này. Đấy, khi mà tôi ấn vào cái màn hình này thì đấy, thì tay tôi sẽ cử động là bật ga lên. Lên rồi. Đấy các bạn thấy hiện đại không? Đấy. Nhưng mà các bạn nộp trứng là phải cho muối vào thì là trứng nó mới đỡ sát. Là một. Cái thứ hai là trứng nó sau khi nó ra lò nó rất là hài hòa. Em mà này nọ. Gì? Mày đi nhà hàng bao nhiêu lâu rồi? Mà mày bảo nộp trứng cho muối. Anh cũng không biết gì à? Mày không biết gì à? Anh ấy nếu mà cho trứng vào đây ý, cho trứng vào rồi trứng trắng thôi. Nếu mà cho trứng vào muối ý, thì là trứng nó sẽ đỡ sát. Đây là trứng trắng. Còn trứng vịt nộn chả về gì hết, em hiểu chưa? Em các bạn này, các bạn hỏi tôi cái xem luộc trứng phải trứng không nộn phải cho muối. Đúng rồi, không cho muối hơn cho nước mắm. À, anh nghĩ là khả năng cho nước mắm vào nó hợp hơn. Đẹp, nước mắm vào ăn được đâu.
Thôi được rồi. Có cái thằng lợn kia nó đi rửa rau xong nữa. Ngọt cái này. Nó thật cái bếp tích hợp cái điện thoại này bao giờ nó mới chín được. Em ơi. Nhanh không em ơi, không được nghĩ. Ôi thế rau này tí ăn cùng à? Rau này ăn cùng tí đập từng quả ra một xong là cho vào nấu lên ấy lên trong thả này mà nấu lên em hiểu chưa? Không là đập. Em ơi. Hiếu mày ăn cái quán đấy được món mọi đâu. Anh em đâu có. Thế mà mày nhìn thằng nào nó sẽ nhăn như khỉ. Tí là tí tập hết vào đây. Không, tí là chữ này luộc qua sơ chín, còn chín đúng không? Đúng rồi. Sau đó mình sẽ đập ra và mình cho cái xoang kia mình cho một tí nước vào, mình nấu thả cái này vào, mình nấu lên cho ra vị nước vào rồi mình nấu, hiểu chưa? Có nghĩa là trứng nấu lá ngải à? Mọi người mà thích ăn rau răm thì bây giờ nhiệm vụ mọi người đi chân tôi thì không đau, chân tôi đau rồi. Chân tôi đau rồi, tí bớt tươi. Hưng ơi, bây giờ là tầm 10 giờ đấy, bệnh viện không thể nào mở cửa. Ở đâu? Không ai mở đâu. Trứng nấu lá ngải. Em nghĩ là chỉ ăn gà tần. Gà tần lá ngải. Giờ lấy cả vịt nấu lá ngải. Đây là vịt non. Vịt non đấy. Mà này không có nhiều. Bây giờ anh em nào đi hay có thôi không phải rau răm. Lá ngải rồi chứ không phải rau răm đâu bạn. Đâu tươi đâu có. Tươi ở đây không có đâu em ơi. Trứng thì đã chín rồi, bây giờ tôi sẽ đi đổ nước nóng này đi và để đổ nước lạnh vào để đập trứng cho nó dễ các bạn này. Nhưng mà hình như là hơi già quá, lất cái trứng này thì... Em đổ nước vào nước lạnh để cho nó đập nó dễ. Rồi, đập luôn. Vẫn nóng em ơi. Vừa lạnh vội nước đi. Vội nước đi, hiếu vội đi. Tổ thế, bỏ thế. Vẫn nóng lắm. Nè, đút thoảng này. Hưng mày biết tại sao lại phải dùng nước lạnh, lại phải để nước nóng đấy không? Hả? Mà em biết tại sao lại phải bắt từng tới nó đập trứng nóng không? À. Nếu mà trứng nguội thì nó đút luôn ở mồm à? Thì anh em mình đi ăn một cái gì? Ấy ấy để đựng nó đi nhé. Ui, giờ thả kìa. Ui, Hiếu ra chỉ đạo đi. Chém vừa thôi, đừng chém sâu quá anh em. Trứng này trứng quá ngon luôn này, trứng quá xịn luôn. Mà này anh. Mà để tôi đập đi, à để Hiếu đập đi cho nó còn nguyên. Trứng non quá. Thế đập này chặt chém đứt đi nhưng mà đừng đứt quá. Trứng non quá. Cho vào giữa cũng được. Không phải căn bản dao nhiều cùn. Đập vào giữa cũng được. Không phải là cùn, trứng này trứng non quá em hiểu không? Non này không nó không liên quan đến cái chặt. Chém đi chém xung quanh luôn đi. Được không cần phải nói qua này, giờ trứng ấy lại bóc này rồi. Thiếu ơi, cứa luôn không phải ấy. Đấy. Thế đúng rồi. Gì mà cứ phải chặt nó phải như cứa như thế thì nó không bị không, vẫn là nó non nó chưa ra hết anh hiểu chưa? Tay ra, thằng này bỏ tay ra. Thế áo bỏ đầu ra đấy đúng rồi chặt cái quả đấy nó chuẩn nó kêu chặt như thế mới gọi là đúng bài đấy không lại không được rồi không được không ra theo chém vào cái đầu dao này mõm dao cấp chém vào cái mõm dao anh hiểu ơi không có em bộ này không làm ăn gì được vẫn thế không anh ơi em ơi cưa đây gọi là cưa trứng rồi tiếp theo là nào không đoạn tiếp theo là đập xong khi cái này ra được thế nào nữa yếu tí rồi anh đấu cho mà xem là tôi này đập ra xong là sau đó là công đoạn là tôi sẽ cho một ít nước vào là tôi sẽ cho muối gia vị tất cả các thứ vào trứng này nó ngại vào nấu trứng này nó non luôn ok như vậy nhé khi trứng đã đập xong tôi bắt đầu tiến hành đun nước các bạn nhé và tôi sẽ cho muối mì chính gia vị tất cả mọi thứ này xong rồi cho sủi lên này sau đó tôi sẽ thả cái lá ngải này vào và gắp ra bát để cho chia cho mọi người ăn để mọi người thưởng thức cái món trứng vịt nộm nấu lá ngải. Tôi cho một tí nước dùng một canh hảo nhé. Một tí thôi, cái này chỉ cần sền nước thôi, nước trứng nước cũng rất chi là nhiều rồi, cần thế thôi. Cho một canh hảo vào nhé các bạn nhé. Thì ăn đừng nghiện, đừng bảo anh lần sau, đừng bảo anh nấu nhá. Ui, xong nước ấy đây. Xong sóc lên, xong sóc lộn anh. Gọi vào tường đi. Đó. Đó. Các bạn này, một tí bột canh nhé. Ẩm quá bột canh, để ẩm quá. Ẩm không ra, vẫn có gia vị. Được. Đó, cái này, không sao, không chết được. Cho nhiều quá, nó có mặn quá không? Không, không cần. Được rồi, vừa rồi. Đấy, không. Tôi cho một tí mình nhé. Nãy con cho một chính làm gì em? Một chính nó ngon nha, nấu không cần cấp. Đó. Anh này, như này tí không đủ anh ngoài. Anh này tí không khoe tí gì mà sao được nắng hải. Em ơi, nó ngại quắt mời em ơi. Nó ngại quắt không ơi. Nó ngại gần đấy lên, nó quắt quạt cái này. Rồi, đội vụ cho hết cỡ lên. Hết cỡ rồi, xuống rồi. Tới ù cà cà, xé vo nó ngải ra em, xé đấy, ít ra. Làm gì phải vo, phải xé, nếu mình hái được ngọn không, ngắn tút để vo đấy tí nó còn cái gì mà gắp. Tốt. Công nhận còn cái gì mà gắp, xuống rồi các bạn ơi, thả nó. Xuống ngục rồi. Xuống ngục rồi, xuống đều như bát chanh thì anh cứ phải mua. Anh đầu bếp, anh hiểu đầu bếp.
Anh đó mới đứng mới chỉ đạo. Đứng mới chỉ đạo thì nào được. Thì nghe tôi xong to kia, xong này nhỏ. Chơi thằng bò này thằng này. Sóc lên. Xong để lát cái trứng à. Anh cứ đợi. Không có lát em ơi. Máy nghe anh. À, tới ra quay đi, anh thể hiện cho. Bỏ thế. Làm ăn thế này. Này, cầm cái này nữa, cậu này. Đi ra. Cho nó đang ngại mà không? Cho nó vào đi. Hai bạn này tôi sẽ lộn từ cái này trên xuống này. Không? Nhìn kỹ nhá. Tôi chỉ làm mẫu đúng một lần thôi. Nhưng mà được đổ hết chứ. Thật, chúng ta bỏ đấy, ông biết gì thua không? Cho hết trắng lại vào. Nữa vẫn còn mà, vẫn còn nắng ngải mà. Cho hết vào ăn. Trên đi. Nó nắng ngải, u mết trứng mộ om nắng ngải các bạn này. Đi, tôi đặt đâu đấy. Các bạn ơi, đừng mà đi, đừng ơi. Cho ăn đĩa đây. Thôi, các bạn không sao. Không sao đâu. Không phải rắn là được. Úp vào đi, Diêu ơi, úp bụng vào đi. Đợi khoảng tầm 8 phút nữa là... Nào ok đấy. Ok rồi, giờ đi lấy bia đi. Có bia, nhà đầy bia, cái gì bia. Ăn được rồi. Như vậy là cái lồi trứng của anh em tôi khá là sinh tươi hồn nhiên đều đời các bạn nhá. Đó. Đó các bạn đây. Giờ thì tôi sẽ bắt đầu cho vào lên xoong, lên thớt các bạn nhá. Nước để đấy để tí ăn có gì. Đó. Anh cho bát tô không? Để múc nước không? Có chứ. Đây rồi, bát tô, mỗi người bát tô này đi. Làm gì có 4 bát đâu. Có 4 bát. Đeo đủ 4 bát đâu. Đủ 4 bát. Đủ 4 bát đâu. Đủ 4 bát đâu. Đủ 4 bát đâu. Đủ mất người chia đều ra đấy. Chia đều ra các bạn nhá. Ui, chọn này. Thằng Dương thằng tốc đâu. Ui, gọi này. Đang ngải đã chín đâu. Ui, thế này là thằng này nhiều hơn rồi đấy. Em ơi, mày không phải lo về cái vấn đề anh chia cân hay không. Quan liêu đấy. Không phải quan liêu nhé. Ui. Nhìn khá là sinh tươi hồn nhiên đâu. Yên nước ấy. Nước khắc đủ. Thì đào nước ra. Đó. Đó. Rồi tôi sẽ bắt đầu chia. Đổ nước ra. Chia đổ nước các bạn nhé. Các bạn là cái bát này thì hơi nhiều lòng đỏ đúng không? Đếm quả không? Không phải đếm em ơi. Anh em ơi, vớ của ai vớ được quả nào thì vớ của đấy đi. Hơi yên nước thật. Anh nhé, tìm nữa, tìm được trứng thì ngon. Chả thế, đi được thế. Hơi yên nước quá. Thế thằng cuối cùng được một tí à? Thôi không sao, như nhau cả đâu. Các bạn này giờ sẽ chia rau thôi nhé. Chia rau thằng, rồi. Thằng rau, thằng không này. Ok đấy, nói chung là khá là sinh tươi hồn nhiên rồi, yêu đời. Rồi. Nhìn vật mà đấy, ok nhá. Được chưa? Rồi. Rồi các bạn này, đây là mong ngũ quả của anh em tôi. Hộp vịt lộn với rau lá ngải tíu nhá. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người ăn đêm bằng món trứng vịt lộn nấu với lá ngải thì đã xong rồi, mỗi người một tô đây. Có 20 quả thì chả biết anh ngọt chi đào hay không. Thì các bạn nhìn thấy các bạn đã thèm ăn chưa các bạn này? Trứng này, đúng tận 7 quả mà. Thế tôi ra 7 quả. 2 4 5 6. Quả, 6 quả. Được rồi. Anh ngọt chi đào rồi. Không sao. À thì sao bây giờ mọi người đánh chén đi. Mọi người chén anh ngọt đặt máy quay rồi đánh chén đi ngọt đấy. Ủa, ăn đi view đi. Ăn đi. Ồ, vậy chứ. Mình Lý Hưng là muốn yêu thử đọc chân đấy. Rồi tôi bắt đầu thưởng thức đầu tiên nhé các bạn nhé. Cái tội vừa nãy là cho ít một canh. Mà các bạn ui, ngập mồm luôn. Ý, nó nhẹt ra. Chứa. Nóng lắm. Thật nóng. Ăn cái kia thì cảm nhận được cái gì. Nhạt, thằng này nấu ăn không có nhạt. Nhạt. Ngọt không ạ? Nhạt đúng không? Đổ thêm một canh gần thì tiếp. Mời các bạn, mời các bạn nhé. Bát của tôi thì em út thôi, ít nước nhất, ít rau, ít đây em ơi, anh cho đây. Em ít nước. Chỗ rồi, đúng không? Chỗ rồi, cả chỗ nào? Các bạn này, hôm nay là phải lên tí nữa luôn, không đắng rồi. Mùi đắng kìa. Ui giời, đừng đắng ăn được. Hơi nhắc nhắc thôi, em ăn thử đi thật. Đây các bạn, con em đắn vào. Con bên này đáng ngại nhá. Ui. Đắng. Bia kìa. Ủa gặp á. Đừng đáng ngại là phải lên từ tí nữa. Anh gặp á. Không nè. Được được mà chắc Hưng không ăn được. Anh ăn được lá ngải. Không mướp đắng nhá. Lá ngải ăn đấy mà ăn chín được đấy mà em ăn bồ mà em ơi. Vâng. Độc. Đó các bạn. Ngon. Rồi, ngon nó nhăn thế. Các bạn này, tôi nhìn cái bát này thấy đã thấy ngon này. Lá ngải là tôi ăn được, tôi sống nhờ cái lá ngải đấy các bạn.
Ô thật mà. Ô ngày xưa mẹ em bị bóng huyết, thật không giữ được thai. Đã kể em có chị hoặc anh sinh năm 93 rồi không giữ được ấy, cũng tầm 5-6 tháng thì chảy. Em đến lượt em cũng bị thế nhưng bà ngoại em bảo cố giữ ấy. Nên ngày nào cũng hái lá ngải cho mẹ em ăn với cả dã uống nước. Thật luôn. Còn ăn uống linh tinh. Mấy hôm mình bây giờ. Tới cái này chắc sơn đầu lắm nhỉ. Ngon. Nhìn toàn nhìn ra báo mưa. Ngon. Ngon không vị gì với tả vị gì nhỉ. Riêng trứng ăn với lá ngải dương nên là sẽ đậm mùi lá ngải nhiều hơn trứng rồi. Bởi vì lá ngải ở đây xào nó chưa được kỹ thì nó vẫn còn vị đắng của lá ngải. Vị thơm của cái rau lá ngải áp được cái mùi tanh này. Anh Ngọt đếm đi. Mời các bạn nhé, giờ tôi sẽ là người test thử nhé. Bấm đi, thử hít nước rồi. Bia không đá. Dạ, không đá. Các bạn ơi, nước có đậm vị của ngải cứu các bạn. Đấy, anh Ngọt đây. Ngọt. Anh Ngọt đây. Em bật sẵn cho anh nhé. Đây. Trứng thì chưa ngấm vị của lá ngải nữa. Mình cho ít nước của nó chưa gìn được. Mình cho ít nước mới lại là mình đun, mình hơi ăn sổi. Ăn sổi, ăn nhanh nhanh quá nó chưa ngấm. Chưa ngấm thì anh phải ăn kèm thôi. Mình lại ăn sổi. Ăn kèm nó rãn vào. Ăn mới đấy thôi. Không, chính ra là phải dừ thì nó cái nước nó đắng ra. Không phải nước của lá ngải nó thôi ngấm vào trứng ấy. Cái này tôi ăn được đắng là hư, không phải đắng thì hư lại không ngon. Thôi bây giờ anh qua đây. Chúc mừng anh đấy. Ôi ngon được lá ngải. Nó đắng. Thế ăn được ớt nhưng mà không ăn được đắng nhỉ. Tùy người. Tôi là lá ngải. Nhưng em lại không ăn được ớt tươi ở đấy nữa. Em ăn lại không cắn cả quả ở đấy được. Cho vào lấu mày ấy còn ăn được. Này không ăn được cay. Cần nóng không? Nói chung ăn được rồi. Chưa ngấm lắm. Anh Hiếu em bảo anh bỏ đấy để trông người ta bắt được anh nhảy từ tầng hai nhảy xuống thì chả đau chân đã đổ rồi cho tại đá bóng rồi. Trời ơi, qua tới đâu này thật sự team anh em tôi là toàn thích xin số chủ quán đó. Đúng rồi, còn Hiếu thì toàn thích xin số nhân viên thì tới thì toàn thích yêu chủ quán này. Toàn vậy chủ quán Hiếu toàn thích xin số tạp vụ. Ngày phương B. tức là thiếu là một con lòng rất là bị tha, tức là thương các em, các anh nhân viên. Toàn khuyên các em bỏ nghề. Toàn khuyên thế này. Hiếu chuyên vào khuyên. Đây anh vào đây. Còn có bên tối không? Đây được. Ngoài tối có đã ăn gì đâu. Em này anh ngày ăn cơm rồi. Không, các bạn ơi, chính cái lẩu gà ăn với cái ngải cứu này là hợp này. Không, chắc không ăn được, Không, không, chịu, đắng ngọt. Không ăn được ngải cứu mà nó to cái ngải cứu này vào chắc không ăn được, không ăn vị của nó. Không ăn được. Mà anh em mình ăn được nó khác. Em không ăn được gì này, bỏ nguyên, ăn cái này hút nước cũng đắng ngọt. Thế em này, em ăn gà hầm ngải cứu, em cũng không ăn được ngải cứu. Sao mà gà hầm ngải cứu sao hợp được? Gà hầm ngon lắm. Nga phải cứu là đúng bài vậy. Nhà em trước mình hay ăn món gà hầm ngải cứu. Có nó ngon. Nó ăn gà ngải cứu ăn vào cái lúc đấy nó không đắng như bây giờ đâu. Nó đã hầm lên rồi, ăn ngải cứu ngon cực luôn. Nó ngon lắm. Em phải không thế. Không, nó không đắng như vậy. Không, anh để cho từ hơn nó không đắng này. Dưa nó không đắng này. Mình bán ăn thổi cũng... Mình chôn lấu toàn thổi thôi. Làm hết. Được, ngọt biết ăn đắng được. Chứ rồi ăn anh cả mức đắng. Mức đắng ăn thì ngon. Mức đắng, nếu mà mức đắng mà cho người thì nên đang... Nên thường lên anh em được. Qua răm một tiktoker thì ăn cơm ra vườn xong rồi hái cả rau đinh năng lấy ăn cả ngải cứu ăn chúng. Nhớ ai được lấy nhắn đinh năng gọi đắng. Đắng hơn. Không bằng ngải cứu được, nhưng mà đinh năng nó khó ăn đấy. Ngải khó. Người ta ra số này để sang để uống nước ấy. Mấy cái đinh năng thấy ở cỗ hay bày tôm lên nhìn nó đẹp. Nói đấy thì nó ăn liên quan gì đến ăn đâu anh.
Ôi nhiều người người ta ăn sống. Anh em mình không ăn sống được, anh em mình không ăn thôi. Nhiều người ta ăn sống được. Nhiều người ta hái ăn ngọn non á. Anh ăn muối. Ừ, đã thôi à? Ôi, không ăn rau. Tối mạnh lên chứ. Không, các bạn thấy em vừa lấy ở nhà để ăn 8 bát cơm rồi. Thế này, anh Hiếu gọi điện xuống khả năng là thôi, chưa bớt anh em mua nhầm quả các bạn. Em ăn... Không. Đấy. Thôi anh thôi, nó lắm à. Hương ăn nữa đi Hương nghe. Rồi, một đeo ăn cho anh này đi. Không, không Hương. Đây gì? Anh ơi, nhiều cá lo lắm. Mà ăn cá lo thì bao nhiêu cá lo ăn à? Đang xiết vào. Nó anh vừa ăn vui em gái. Có ăn ngon. Người ăn 8 bát cơm. Nhưng bình thường các bạn ơi, nếu bình thường tôi mà ăn chỉ 1-2 bát cơm thì cái chỗ này độc 20 quả trứng anh Hiếu không đủ mình tôi ăn. Em đây là vừa ấy các bạn ơi. Vừa ấy lúc đến đây tôi với Hưng bảo cũng giáo trước này tới rồi. Bảo thế nào thì Hưng. Bây giờ giật dây được ăn. Bảo là chắc bảo là hôm nay nó có ít nên bảo tới em cầm tém lại thôi, cầm tém lại. Thả nếu mà thả cửa nó tới thì thật sự là nó sẽ ăn từ cái lúc mà chặt ấy. Đúng, đặt cân, đúng rồi, tới nó hàm ăn. Hàm ăn lắm. Đúng rồi, tới hàm ăn tới tới rồi. Không, các bạn em lấy được vợ rồi. Nhưng nếu mà em nhớ em mới đứng hơn thì... ra nhà cứu này bách nó chứa nhiều bạn. Nước này ngon ngoài không là ngu đắng lắm nước đắng ngọm luôn nước đắng gì nước ngon này rồi từ không ngày cứu nó bổ em con mèo này chạy ra chỗ khác tí gặp tới này em mất mạng á này Hương như kiểu chưa uống thuốc bắc đến bao giờ nhỉ. Thuốc bắc đắng, thuốc bắc có đắng đâu, thuốc bắc cái gì, thuốc bắc tùy loại thuốc bắc nó mới ngọt như này. Thuốc bắc là nó cho khoảng tầm 8 vị em ơi. Đúng rồi, cả chắc chắn là có cá tàu hay cá tàu. Cá tàu. Nhưng mà chắc chắn là có nhiều. Thuốc bắc nào thì thuốc bắc thì chắc chắn nó sẽ cho cam thảo cái đầu tiên rồi. Chẳng thế, cam thảo là một cái vị không phải là thiếu được. Anh ơi, giờ có nhiều người uống. Vẫn có nhiều người. Anh đang uống thuốc cam đấy, nước ná đấy. Bà nội anh vẫn đang uống rồi, vẫn đang sẵn. Đang cái kiểu đấy. Ngày xưa người ta hay uống mà toàn từ trước làm toàn 8 thang một hết. Không từng ngày xưa là các cụ ít có thuốc tây là hay uống thuốc bắc. Không phải là có thuốc tây hay không mà là người ta sẽ điều trị theo cái phương pháp như thế. Phương pháp lành nhất là vẫn là thuốc bắc. Đúng rồi. Nhưng bà anh hay đau chân khớp cũng như là vẫn hay bốc. Thôi em ơi, kết thúc video rồi. Video rồi. Mọi người ăn hết, nói hết thì còn cái gì nữa đâu mà ăn. Còn tới thì hôm nay đi ăn lợn chơi cá. Em ơi, nó tanh thế trong túi có cái túi bóng. Rồi các bạn ơi, mình kết thúc video vào đây nhé. Các bạn thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký, một chia sẻ nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye, xin chào các bạn nhé.